Đơn hàng 7 món của bạn Tấn Vũ đến từ Quảng Nam. Đầu tiên là sổ thiết cơ cuộc sống bé gái số lượng 2. Tiếp theo là set 70 sợi kiểm nhung số lượng 2. Kim keo ánh nhũ số lượng 2. Hai cái nhíp gấp thiết cơ. Da độc giấy cái ghế ngay kênh. Da độc giấy cái ghế ngay kênh Capybara số lượng 2. Và cuối cùng là kẹp tóc trơn. Liam cảm ơn bạn Tấn Vũ đến từ Quảng Nam đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 201k cả ship. Đơn hàng 9 món của bạn Thái Cường đến từ Nam Định. Đầu tiên là hộp 108 thiết cơ Capybara. Tiếp theo là bấm giấy các kim hộp kim. Set 12 hũ màu nước. Set 20 thiết cơ vuông gấu dâu. Set 12 thiết cơ icon. Set 68 thiết cơ kurumi. Thiết cơ dài 2 tấm. Hộp nhựa 16 miếng. Và cuối cùng là túi mini bất ngờ bên trong có jam. Liam cảm ơn bạn Thái Cường đến từ Nam Định để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 100k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Thùy Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là băng keo cá nhân Ugo 1 hộp 80 miếng. Tiếp theo là set lắp ráp DIY hình bé gái. Giấy nốt thú có 4 kích cỡ 100 tờ số lượng 2. Set 25 tấm thiết cơ vuông Momo. Và cuối cùng là sổ mini tay gấu. Liam cảm ơn bạn Thùy Dung đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 138k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Hoàng Bình đến từ Hà Nội. Đầu tiên là sticker 1 tấm lớn Capybara số lượng 3. Tiếp theo là sổ tay A7 bì nhựa. Sổ là sao A7 Capybara. Móc khóa Mike Capybara. Và cuối cùng là túi mini bất ngờ bên trong cá cham số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Hoàng Bình đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 81k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Khải Đoàn đến từ Tiền Giang. Đầu tiên là túi đựng bút tam giác. Tiếp theo là gói 30 miếng thiết cơ rời. Cuộn 300 tem nhãn dán. Và cuối cùng là móc khóa Mike Capybara dây bi. Liam cảm ơn bạn Khải Đoàn đến từ Tiền Giang để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 86k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Cẩm Văn đến từ An Giang. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 60 cái. Tiếp theo là set 100 tờ giấy nốt. Và cuối cùng là hộp Lomo cạp tắc pin 119 món. Liam cảm ơn bạn Cẩm Văn đến từ An Giang đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 79k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Như Thắm đến từ Bình Thuận. Đầu tiên là set 3 cái thời kho biểu. Tiếp theo là bắn móng tay lobby. Hộp Lomo cạp lắc pin 119 món. Và cuối cùng là chiếc dao rọc giấy mini. Liam cảm ơn bạn Như Thắm đến từ Bình Thuận để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 87k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thủy Mến đến từ Đà Nẵng. Đầu tiên là hộp 108 thiết cơ lấp lánh. Tiếp theo là hộp Lomo cạp lắc pin 119 món. Và cuối cùng là set 50 miếng được Lomo cạp. Liam cảm ơn bạn Thủy Mến đến từ Đà Nẵng đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 135k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Phương Lê đến từ Vũng Tàu. Đầu tiên là sổ thiết cơ là so A5 hoặc hình 100 trang. Tiếp theo là hộp 108 thiết cơ lấp lánh. Và cuối cùng là set 20 thiết cơ vuông. Liam cảm ơn bạn Phương Lê đến từ Vũng Tàu đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 129k kẻ ship. Đơn hàng hộp 108 thiết cơ Capybara của bạn Thanh Khuyên đến từ Bình Dương. Liam cảm ơn bạn Thanh Khuyên đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 87k kẻ ship.